Mến chào cô chú anh chị và bạn đến với kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng làm một cái clip cũng hơi ngắn thôi chứ không nó dài. Thì mình chia sẻ cho những anh em mà mình làm bên lát gạch á, thì nhiều khi những cái nền mà nó không được bằng thẳng á, thì mình nên sử dụng một cái máy laser như vậy nha. Thì cái máy laser như vậy thì nó cái chân ở dưới lên là đúng 1,5 phân nha cô chú anh bạn. Thì mình lót gạch mình lấy cái độ hồ khoảng 1,5 phân, thì mình sẽ lấy một cái chuẩn góc nào cao nhất thì mình lấy 1,5 phân hoặc là 1,2 gì đó, thì mình sẽ lấy mặt bằng hết, mình để một cái máy một góc như vậy thì mình sẽ lát được bằng hết luôn nha. Đó. Mình khỏi băng dây gì hết, chỉ là dùng một cái máy laser như vậy thì mình xài rất là ngon. Thì mình cũng nói chung cho các bạn có mua cái máy xài thì mình mua lên giọng của con Deadtone 16 tia đó. Này thì nó bảo hành được là mình 12 tháng nha, nó rất là chuẩn luôn, không phải như những cái máy mà ba chân thì nó có độ cao trên trên lệch, nên mình có hạn chế mình xài những cái máy đó. Thì xài những cái máy như vậy thì mình lót một để như trong phòng thì nó chạy giáp tia nè, nó giáp dòng mình đó qua đây. Thì những anh em cũng có biết, nhiều anh em biết, còn nhiều anh em không không có biết thì có xem kênh của mình á, thì để mình mua cái dòng sản phẩm như vậy thì nó rất là xài rất là bền, pin lâu hết. Là cái dòng của con Deadtone thì nó phần trăm pin thì nó cũng nằm ở đằng sau đây đó, phần trăm pin nằm ở đằng sau. Thì cũng có nhiều nhà quảng cáo những cái máy dòng máy như vậy, thì cô chú anh chị các bạn mình cũng chưa có tin tưởng không. Thì hôm nay mình đã sử dụng cái máy này là hai cái rồi nha, một cái kia thì nó hơi cũ, mình để mình làm những cái huyết mà hồ dính nhiều quá nên mình chụp tay vô. Thì máy này là máy dòng này mình cũng mới mua thêm một cái nữa, mình để sử dụng mình lắp gạch nha đó. Thì nó dùng lắp gạch là rất là ok. Dòng cái máy này rất là bền, lót gạch rất là chuẩn luôn, mình lấy theo một cái mực đó rồi đó, mình lót luôn là thoải mái. Cái máy laser này thì các bạn mà lót nền hoặc là dán gạch trên tường á, thì mình chỉ treo cái máy này lên rất là ngon lành luôn. Lúc trước mình cũng mua những cái máy 10 12 tia nên xài không có được nha cô chú anh chị bạn, nó không có chuẩn, mình xài nó không chuẩn thì nó khó sử dụng. Thì cái dòng máy này thấy là tuyệt đối nó cũng khoảng 99% là rất là ok, là không có sợ mà mình đặt một cái máy hướng này rồi mình sang một cái chỗ điểm khác nó sẽ bị lệch. Còn máy này thì các bạn đặt ở đâu mặt bằng lấy chỗ đó thì nó sẽ rất là ok, nó không có bị mà chênh lệch nhiều quá, nó chỉ sẽ là chút đánh thôi, nói chung là 99% chứ không tuyệt đối là 100% nha. Cái đó ăn thua theo con mắt của mình nữa, mình nhìn ra nó thực tế. Cái mực laser ví dụ như xa thì nó có mực, nó lúc nào cũng quá, nó hơi nhỏ hơn. Cái máy này thì nó xa rồi, cái mực nó hơi nhỏ hơn cái điểm gần nha. Như đây là một cái điểm gần nè, thì một cái điểm gần như thế này á, thì cái mực nó lớn, mình sẽ lấy từ cái mí trên này. Cái mực xa thì nó cái mực nó nhỏ lại thì mình cũng lấy mí trên, chứ mình lấy cái mí đằng này nó lớn mà mình lấy dưới, ở đằng kia mình lấy mí trên thì nó sẽ chênh lệch nha, nó sai số là cái chỗ đó. Bởi vì các bạn mà có xài những máy laser như thế này hoặc là máy laser khác thì nó cũng y gan như vậy, thì mình lấy một mực nào thì theo một mực đó, đừng có lấy chỗ này như vậy lại chỗ kia lấy như khác thì nó sẽ sai. Rồi cấp đó mình sẽ đổ thừa cái máy nó không chuẩn, không đúng. Ví dụ như nó chịu đứng cũng vậy, thì đây mình sử dụng chịu đứng nè đó, một cái tia nó rất là thẳng lên luôn, nó có thể trổ lên trên trần cho mình luôn, đóng lọc phong vẫn được luôn nha. Máy này là đóng lọc phong là thoải mái. Đây là 12 tia, nó cũng có thể là cái thêm một cái mực trên mực dưới luôn đó, nhưng mình có mực trên luôn. Ví dụ như mình lót một cái phần là chân như này, mình lên đây một tấc hai đó, tấc hai thì mình đi một cái len cũng vẫn được. Khi mình lót xong mình muốn này mình
mình làm cái chân như vậy, mình đặt cái máy gì luôn đó, đặt máy thì mình không cần gạch vô trong tường mực mẹo gì trong tường hết, mình lấy cọ mình chỉ đi gạch co đó, đeo con mực này là nó là ok luôn đó. Thì mình sẽ chia sẻ như cái này, mình lót này gạch xong sơn lên chân, mình sẽ sử dụng cái máy này cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đây rất là cái nền này thì mình biết sao thì mình chia sẻ thứ nấy cho cô chú anh chị và bạn nào muốn sử dụng một cái máy đây ra để phù hợp đơn gót nó cho chuẩn thì sử dụng, nên phải mua cái thằng này. Mình không phải là giới thiệu để mình bán nha, nhưng mà mình thấy cái này rất là bền nên mình giới thiệu cho anh em mình mua mình xài thôi. Còn những cái dòng khác thì mình không có sử dụng tiếp, chỉ thấy này là nó chuẩn 199% là được cho ngang các bạn. Rồi thì mình sẽ tiếp tục lót cái phần này xong, mình sẽ quay lại cái khu vực này cho cô chú anh chị bạn xem nha. Rồi thì mình đã lót xong cái khu vực này thì cũng chào con cô chú anh chị bạn. Đó. Thì đặt tay cưới đây, mình có cái chà gòn rồi nè, chà gòn sạch sẽ rồi nha, lọt con tới nhà tắm luôn, trong này nó mà có một cái bực luôn nè, chống mà tràn nước trong nhà tắm ra nha. Rồi, cái chân tượng này nữa mình quét một cái đường len di chân ngang của chú anh chị bạn, thì mình cũng đợi cho nó khô. Tại vì mình tấn nước qua nó thấm trên chân tường, mình đợi cho khô rồi mình sẽ quét ra một nước chân chân nha. Đây tới đằng trước mình nó lót rồi nè, giờ chỉ là sơn chì chỉ chân nữa là xong. Ủa cái này sao cây đất cái này sao mày bó kìa, vậy em ơi. Cái này nè, đây nè, cái này á là nữa người ta gắn cái khuôn bao cái cửa là từ mấy đây chứ vô nè, chứ đâu phải từ mấy trong này đâu. Là cái chân nằm ở đây nè, hiểu không? Cái chân nằm đây, từ đây đây nó có một phần máy rồi đúng không? Thì từ đây đây là phần máy, rồi từ chỗ phần máy này bỏ cho đây 4 phần nè, là mình nữa mình gắn hồ đây bằng khuôn nhôm nữa in đây là xong luôn. Này nó thiếu không, mà cái đó chừng nào lót gạch đi rồi ém vô cũng được. Rồi thì mình cũng kết thúc video ngang của chú anh chị, hẹn cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp sau nha.